Rồi, xin chào các bác nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác về một con crossover, một con SUV đến từ thương hiệu từ Đức. Đây là con Volkswagen. Đây là một con xe 5+2 nhé. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico, thương hiệu là của Đức nhưng mà nhập khẩu từ Mexico. Thì con này là Tiguan Luxury S. Số VIN của nó là 2019, sản xuất 2019 đấy. Với mức giá niêm yết bây giờ là 1.869 triệu. Còn khuyến mãi thì các bác sẽ được giảm là 100% lệ phí trước bạ, kèm những cái ưu đãi hấp dẫn khác. Thì để biết được chi tiết và những cái giá tốt nhất, những chính sách tốt nhất thì các bác vui lòng gọi theo cái số hotline trên tiêu đề. Còn muốn tư vấn về bảo hiểm ngân hàng gì đấy thì cũng gọi theo cái số đấy luôn. Còn muốn lái thử thì các bác cứ alo ha. Tại vì bên Volkswagen Sài Gòn đang có xe lái thử cho các bác, sẵn sàng hỗ trợ cho các bác hết. Bây giờ tôi sẽ đi về nội thất, ngoại thất và những thứ trên con xe này cho các bác tham khảo. Đây là một con xe từ Đức. Nó có một cái chất riêng, những cái xe từ Đức thường sẽ được đánh giá rất cao về cảm giác lái. Cảm giác lái của những cái xe Đức nó khác hẳn hoàn toàn ha. Cho nên về phần lái thử, trải nghiệm thì các bác nên đến đại lý. Tôi sẽ giới thiệu những thứ mà về mặt thông số thôi. Bên cạnh tôi sẽ có là anh Bin, đang là chuyên viên tư vấn hàng tại Volkswagen Sài Gòn. Nó nằm ở trường Chinh, kế bên cái đại lý nơi tôi công tác luôn, thì sẽ hỗ trợ cùng tôi giới thiệu cho các bác trong cái video này. Thì bây giờ anh Bin sẽ giới thiệu giúp em về cái phần bên cửa tài ha, nó có những cái chức năng gì và những cái gì hay ho thì anh cứ sâu lên ha. Rồi, còn những cái nào cơ bản quá thì không cần phải giới thiệu đâu. Rồi, vâng. Thì xin chào quý khách, thì Bin sẽ giới thiệu về từ cái phần cánh cửa trái vào đây. Thì đây là những cái phím điều chỉnh về cửa nè và chỉnh gương chiếu hậu. Thì đây là những cái nút chỉnh rất là cơ bản mà tất cả những cái người mà lái xe đều sẽ biết hết. Và đây, cái hay của xe Volkswagen Tiguan, đây là cái vô lăng. Và ở trên đây, cái vô lăng này thiết kế rất là ba chấu, rất là thể thao như các bác thấy. Và đây, trên vô lăng thì có những cái nút điều chỉnh. Về màn hình thì đây là màn hình digital, kỹ thuật số, nó 12.5 inch. Đây, hiển thị đa thông tin. Anh thay đổi một số thứ trên này giúp em, sẽ nói chuyện cái giao diện như thế này. Đây, đây. Màn hình này có thể đổi màu được luôn nha. Đây, thông số trên đây tất cả chúng ta có thể chỉnh sụt nguồn tùy cái hiển thị hết đó. Thì sơ lược như vậy, hiển thị về cái xăng nè, tốc độ nè. Đó. Bên này là ga tự động đúng không? Đúng rồi, ga tự động và có cruise control nè và giới hạn tốc độ. Thì chúng ta set tốc độ dù như 80 thì chúng ta sẽ không thể nào đạp qua 80 nha các bác. Okay. Rồi. Đây này có lại chuyển số hết. Đúng. Ở trên khi mà đây có lại chuyển số, khi chúng ta để chế độ cần số qua Sport thể thao thì chúng ta có thể tăng giảm trên vô lăng lại chuyển số đây. Ừ. Còn cái màn hình này kích thước bao nhiêu inch nè? Màn hình giải trí đây là 8 inch. 8 inch, trong này có cái nút Apple CarPlay và Android Auto đúng không? Chính xác. Đây nó sẽ có nè. Apple CarPlay, Android Auto và cái gì đấy. Được. Thì cái con này hình như có bỏ đĩa ở đâu bên này nè. Đĩa CD đây. Nó sẽ bỏ đĩa được CD bên này nữa nè. SD. Rồi ngoài ra là trên cái màn hình này mình còn chỉnh được cái gì không anh? Chúng ta có thể chỉnh được cái giao diện hình ảnh đây. Giao diện tùy biến hình ảnh đây. Mượt ha. Đúng rồi, chúng ta có thể chỉnh tất cả các thông số nè, rồi đèn nè, rồi cái hỗ trợ lái và ambient light này. Con này có đèn ambient light nè. Nó có tới bao nhiêu 10 màu đây nè. Chuyển cho các bác xem. Chuyện thì nó thay đổi hết. Được. Các đồng quyền trong xe là nó sẽ đổi màu hết. Zin theo xe là nó có hết đấy. Con này có cam 360 gì không ta? Con này bản Luxury S thì nó sẽ có camera 360. Đây, nó hiển thị ở đây. Anh bấm cho nó hiện lên trên này được không? Vâng. Cam 360. Chúng ta có nhiều chế độ mình xem. Cái này cần thiết cho chị em phụ nữ xài nè. Nó có sẵn nguyên zin đúng không hay là mình đổ lên? Đây nguyên zin, bạn biết nguyên zin. Ở dưới này thì nó có cái nút là hỗ trợ đổ xe. Đổ xe là có hỗ trợ đổ xe vuông góc và song song đúng không? Chính xác. Rồi tắt máy, tự động ngắt động cơ. Giống như trên xe máy đúng không? Phanh tay điện tử. Phanh tay điện tử có chức năng kết hợp với auto hold đây. Và chế độ hệ thống chế độ lái của đây của Tiguan thì có 4 chế độ lái nha các bạn thấy đây. Chế độ lái đường tuyết, tại vì xe chúng tôi nhập khẩu nên bên thị trường nước ngoài nên sẽ có các chế độ lái đường tuyết. Và chế độ lái đường bằng thì chúng ta sẽ có 4 chế độ lái đây: Eco, Normal, Sport và Custom. Tức là riêng cái thằng chế độ mà đường bằng á, đường bằng thì nó lại có 4 cái chế độ khác ở trong này nữa. Tức là Eco, Normal, Sport và Custom này là tự set up các cái thông số trong này nè. Các bác set up cái gì đấy Custom. Còn mấy cái thằng này thì bác muốn xem thông số thì cứ bấm vào đây nè, nó có hết trên này. Nó khác nhau. Qua chế độ Sport nè, nhìn cái thông số nó hiển thị khác lên. Đây, thấy không? Tất cả là Sport hết. Đây, để em xem. Trong chế độ, mỗi chế độ nó sẽ thay đổi nè, độ nặng nhẹ vô lăng nè, chế độ lái nè, cái này là có thể là về chân ga rồi các thứ. Cái này là cái gì ta? Tôi biết cái hệ thống đèn nè, adapter đó. À, đèn nó phản ứng nhanh hơn luôn hả? Rồi climate, cái này là cả về nhiệt độ luôn nè. Cái này là đúng rồi, cái không khí trong xe. Tức là các cái này Sport hết, cái này Normal. Tức là khi chế độ Sport thì nó sẽ giảm về cái điều hòa lại để dồn lực lại cho để cái xe nó chạy tốt hơn, đúng không? Tức là mà con này thay đổi với các chế độ thì nó sẽ điều khiển 4 thứ nha: độ nặng vô lăng nè, về cảm giác chân ga nè, chân ga hộp số rồi các thứ, và cả cái đèn đóm này nọ, nhiệt độ nó điều khiển hết luôn, nó thay đổi hết. Ngoài ra thì ở đây mình sẽ còn các cái chế độ khác nữa nè, đúng không anh Bin? Chế độ này, chế độ ở đây, chế độ sẽ là chế độ off-road. Đây, chế độ off-road. Đây chúng ta sẽ coi thông tin chế độ off-road đây ha. Chúng ta màn này nó mượt ghê á, hỗ trợ đỡ đều, thấy phanh ngang dốc. Còn một cái chế độ nữa là chế độ gì ạ? Chế độ này chế độ off-road nâng cao thì chúng ta có thể tùy chỉnh đây. Cũng là Custom luôn. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh đó. Cái này nó có cái hay là có thể Custom. Tức là các bác khi mà các bác chọn chế độ off-road, các bác có thể thay đổi các thông số trên này tùy theo mình muốn ha. Có nhiều xe nó cũng có chế độ off-road đó, nhưng mà mình gần như là xe nó tự điều chỉnh, mình không có can thiệp được, mình không có điều chỉnh được mấy thứ đấy. Nhưng con này nó có sẵn. Con này hồi nãy em nhìn bên ngoài là phía trước nó có tới đâu 1, 2, 3 4, 5 6 cảm biến, 6 7 gì đấy, quá trời cảm biến phía trước. Là những cảm biến đấy là bên hông, 4 cảm biến phía trước và 2 cảm biến bên hông. 6 cảm biến trước, phía sau có cảm biến không anh? 6 luôn, phía sau cũng 6 cảm biến luôn. Ok. Còn trong này còn cái gì hay ho nữa không? Radio rồi đây, USB rồi, tất cả là mọi thứ thì mọi thứ là con thông số trên xe rồi nọ, mình có thể mình vô mình nhìn thấy hết đó, những hành vi lái, cảm biến áp suất lớp rồi nọ, mọi thứ tận tật. Hiển thị trong đây. Này có cảm biến áp suất lớp hiển thị trong này hay là trên này? Hiển thị trên đây luôn. Mình coi trên đó nè, tất cả thông tin. Đèn tự động, gạt mưa tự động. Đúng rồi. Mà cái con này cái màn hình này nhìn rất là nét nha, và nó phản ứng khá là nhanh, mượt. Zin theo xe, và các bác sẽ thấy là cái thiết kế trên con Tiguan này nó rất là đơn giản mà nó phẳng. Thì đây là một cái thiết kế mà mình rất là thích, rất là tối giản. Những người kiểu như mình, nó thực dụng như mình thì thích cái kiểu thiết kế như này, nó bền theo thời gian lắm. Vài năm sau nhìn lại thì cái thiết kế này nó cũng không lỗi thời lắm đâu. Nhìn nó vẫn rất là đẹp, phẳng ha. Các cái này là giả carbon nè, trên này là nhựa mềm hết. Ở đây nó có một cái hộc để đồ vậy thế này. Hộc để đồ thì tôi thấy trên cái phiên bản mà cao hơn mới nhất đó, ở đây nó sẽ là cái loa, nhưng phiên bản này nó không có loa ở đây. Cái này cũng rất là đẹp này. Đây kính tràn viền, kính chống chói đúng không? Chống chói tràn viền luôn. Chói tự động tràn viền. Cái này quá đẹp. Ở đây chúng ta có cái hay nữa, đây là cái kính để tràn viền. Cái này nè. Cái này nè, đóng lại, kéo ra tự động là đèn nó mở lên cho các bác rọi gương. Hình như hai bên đều có đúng không? Xác, hai bên. Đây nè. Đây rất là hay nha, nhỏ nhưng mà rất là tinh tế, có nghĩa là mình kéo ra tự động đèn nó bật. Có thể mình xem bóp rồi, mọi thứ tinh tận. Điều hòa thì điều hòa tự động mấy vùng anh? Điều hòa 3 vùng độc lập. 3 vùng là vùng bên anh, vùng bên em, vùng đằng sau. Chính xác. Có thể tùy chỉnh nha. Đây, thì chúng ta đây có thể tùy chỉnh, tắt này thì chúng ta chỉnh. Ok. Còn con này sử dụng là hộp số liệp kép đúng không? Đúng. Hộp kép 7 cấp. DSG. Đây là sử dụng chung với lại cái trên xe bọc tre. Siêu xịn. Thì ông nội Volkswagen này là hãng mẹ của Porsche, Audi luôn đúng không ta? Vâng. Nó là hãng mẹ của một số thứ, cho nên là dù nó là một cái hãng xe ở bên nước ngoài, nó vẫn là hãng xe phổ thông thôi. Nhưng mà nó sử dụng chung những cái nền tảng với những cái hãng xe lớn. Tại vì những hãng kia là hàng con, cho nên nó xài công nghệ chung. Con Volkswagen này ở bên Trung Quốc là bán chạy lắm. Thì ở Trung Quốc là rất ưa chuộng dòng Volkswagen này. Chìa khóa này. Đây là cái hộp cây. Cái bè này đây này. Đâu đây rồi? Mình chỉnh cho các bác coi. Đây, hộp đựng đồ và có thể nâng chỉnh độ cao. có thể kéo lên kéo xuống. Kéo lên kéo xuống được. Này hay nè, có chỉnh được là cũng ok. Nhưng đây là một cái con xe mà về độ hoàn thiện thì rất tốt ha. Nếu các bác đến các bác sờ thì các bác sẽ thấy là cái độ hoàn thiện trên con này rất hay. Và rất nhiều hộp để đồ luôn nha. Những cái nhựa thế này á, khi các bác cảm giác đóng á nè, khi mình mở ra á, thì nó sẽ xuống rất là từ từ, rất là nhã nhặn. Đóng lại thì ngàm nó rất là chắc. Rất là nhiều đồ nè, bên này cũng để đồ bên này được nè. Rồi ở dưới này nè, ngay dưới cái ghế phụ của tôi á, cũng có một cái hộc để tiền cho các bác để đồ. Quá trời đồ luôn. Bên này thì cũng có những cái ngăn để đồ nhiều. Nói chung chất liệu nhựa trên con này nhìn rất là sang chảnh, nhìn cảm giác nó xịn. Cái này nó có cái làm mát nữa. Làm mát. À, để mấy cái chai nước qua đây nó sẽ làm mát luôn. Ở đây thì cửa gió sẽ kính bên. À, các bác sẽ thấy là cái gương này nó sẽ được dời lui so với trụ A, thì các bác sẽ thấy một cái khe hở ở đây giảm cái điểm mù. Cho nên là nhìn cái bên trong xe cái trụ A con này rất nhỏ. Tầm quan sát thoáng thì nó an toàn hơn cho mình khi lái xe. Đây xe gầm cao mà nhìn thấy hết mui phía trước. Những cái xe gầm cao, ai đã đi gầm cao rồi xuống sedan chạy thì hơi khó chịu ha, bởi vì cái tầm nhìn những con này nó rộng lắm. Tay nắm cửa này, nó cái con này nó thiết kế nhìn rất là đẹp ha, theo cá nhân mình nhìn rất là đẹp, nó phẳng và làm toàn bằng kim loại hết. Những cái đường chỉ này nè, những cái này nhìn rất là cao cấp. Cửa bên này có một chạm không anh? Tất cả kính đều một chạm hết. Lên xuống một chạm hết. Đặc biệt anh sẽ cho em thấy cái bữa tối đó thì cái không gian, cái nội thất của xe Tiguan nó rất là ấm. Nó hiển thị những cái đèn ánh sáng trắng nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng. Đây, những cái viền cửa đây nó sẽ có một cái đường chỉ đèn nó này. Có đèn ambient light đúng không? Đúng, đèn chỉ đèn này nó rất là đẹp, nhìn rất là đẹp bằng mắt. Cái ghế bên anh là chỉnh điện bao nhiêu hướng? Ghế bên của anh là chỉnh điện 14 hướng và có nhớ 3 vị trí. Có nhớ ghế, có massage không? Không massage. Nó có một phiên bản có massage đúng không? Bản nếu mà quý khách nào mà có nhu cầu mà chọn ghế massage thì chúng ta sẽ lấy bản Tiguan Luxury. Bản đó bản giữa. Ok. Tức là bản giữa là có massage nhưng bản cao không có massage. Vâng. Mỗi bản nó có một cái khác nhau. Ngay cả cái ghế phụ của tôi đang ngồi đây nè, nó cũng chỉnh đâu đấy là hình như là 10 hướng đúng không? Điện. Đúng. 10 hướng đúng không? Đây nè các bác sẽ thấy là đây, 4 hướng trên đây. Ngay cái bật lên xuống nó có một cái tem off-road nguyên zin nè. Thì đây là phiên bản mà có tùy biến lại một xíu dành cho những ai thích đi off-road. Nó sẽ điều chỉnh thay cái cản trước để cho tăng cái góc thoát á, để các bác đi off-road tốt hơn. Và khoảng sáng gầm con này khá cao, cũng là 201mm. Nhiều chế độ lái. Về khả năng vận hành thì các bác nên đến lái thử ha. Nếu mà các bác có xem được các video review bên nước ngoài thì đây là một con xe được đánh giá về khả năng vận hành tương đối tốt. Tại vì ở bên nước ngoài thì giá nó không quá cao như Việt Nam đâu. Nho về Việt Nam nhập từ bên Mexico về thuế má nó cao cho nên thành ra giá nó cũng cao. Và cái chất xe Đức nó khác xe Hàn, xe Nhật lắm. Các bác nên đến lái thử và trải nghiệm. Cái độ ăn của vô lăng, cái chính xác của vô lăng và cảm giác chân ga mọi thứ nó khác nhiều lắm. Con này nó sử dụng cái động cơ là 2.0 tăng áp đúng không? Chính xác. TSI. Thì cái động cơ này cho công suất là 180 mã lực. Tuy nhiên là về cái mô men xoắn á, nó đạt cực đại rất sớm luôn. 1.500. Đạt cực đại là từ 1.500 cho đến 3.940 thì phải. 3.000. Nhưng mà cái mô men nó là 300 mấy? 320. 320. Động cơ 2.0 tăng áp. Tốc độ cực đại chỉ có cái mã lực cực đại chỉ có 180 như những cái xe CRV này nọ, nhưng mà cái mô men xoắn thì nó vượt xa những cái xe như CRV Santa Fe thì mô men xoắn không thể cao bằng con này. Cho nên là về độ vọt á, con này nó vọt hơn nhiều và chạy nó thích hơn nhiều ha. Bây giờ thì sẽ đây để lui hàng ghế 2 ha. Trước khi lui hàng ghế 2 thì sẽ cho các bác xem là con xe này nó rất là thực dụng, quá trời cái hộp để đồ như trên máy bay này. Các bác thấy nó thả xuống nhìn rất là dễ chịu ha. Đấy, để đồ bao la nhưng mà không có cửa sổ trời nha. Đèn đóm thì đèn led cả rồi. Sẽ ra hàng cái 2. Đây là hàng cái 2 trên con Tiguan Luxury S. Dễ có thể trượt tới trượt lui. Anh ngã lui xem được không? Ngã hết cỡ là như này. Đỡ đây. Em kéo này, em kéo. Ok được rồi. Da nguyên zin ha. Da này thì sợ rất là sướng. Thì tay cốc nước, cốc nước này. điều hòa này có thể điều chỉnh nhiệt độ, con này điều hòa 3 vùng mà. Ở đây là một cái xe mà dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho nên sẽ có một cái đường trục gạt đăng phía dưới nó sẽ nhô lên như thế này. Và ở đây anh mở cái này ra giùm em cái. Bàn ăn giống như trang bị trên máy bay. Ừ, giống máy bay thiệt. À, con này là nước luôn. Con này là cái tựa đầu nó thay đổi được 4 hướng nè, anh chỉnh cái hướng. À, nó thụt tới thụt ra được. Hơi lạ đó. Nhiều xe nhưng mà xe phổ thông thì nó sẽ không có thể điều chỉnh tới lui được. Ngồi rất rộng rãi thoải mái. Thì đây là một cái con xe 5+2. Các bác có thể ngồi hàng ghế cuối nữa. Trong trường hợp mà các bác đi 7 người, còn không thì cứ ngồi 5 người như này thì rộng mênh mông. Hàng ghế cuối gập lại để đồ cũng vô tư. Để em ra đằng sau em xem cái cốp như thế nào nhé. Rộng mà. Con này cái cửa to ghê ta. Con này cái cửa nó rất là chắc và rất là nặng nha. Ủa, mở cốp đâu ta? À, bấm dưỡng. Cốp điện chống kẹt. Cái này chúng ta có đá cốp nè. Con đá cốp hả? À, con này phiên bản này thì 29 này thì chúng ta sẽ dùng thao tác đá chân. Lấy chìa khóa ra mới đá chân. Cảm biến 1, 2. Phía sau này có 4 cảm biến. Cầm chìa khóa mới đá cốp được hả? Cầm chìa khóa đi, bên trong nó sẽ hiểu là người lái bên trong. Ok, đá cốp. Anh gặp cái này lại giúp em xem cái không gian á. Cốp thì rộng. Con này chỉ nếu mà xét về độ rộng thì nó sẽ thua Santa Fe một xíu. Nó là 5+2 ha. Phẳng, gập phẳng luôn. Hàng ghế trên mình có thể gập được hết. Ở dưới này đâu rồi? Đây là dưới đây chúng ta có một số đồ chơi. Bắt nhanh trên. Rèm che hành lý. Bánh sơ cua ở đâu ta? Bánh sơ cua dưới này là mâm sắt à? Mâm sắt 18. Bộ đồ nghề nằm đây hết. Đúng. Có một bộ y tế này, ngang xe đúc này, bộ y tế. Trên đây thì nó sẽ có cái chú ý này. Nếu mà xe hư hỏng thì chúng ta để cái. Mà công nhận cái nhựa ở trên con này ngon thật. Nhựa mình rất nhiều cái hộc để đồ, ví dụ ở đây nè, có một cái hộc để đồ, quá trời hộc để đồ luôn. Cái ông nội này là ông thực dụng thật. Đây gặp hàng ghế thứ 2. Nút đi gặp hàng ghế 2. Rồi để em đi một vòng bên ngoài em giới thiệu bên ngoài. Cốp mở điện thì chắc chắn chống kẹt rồi. Thiết kế đơn giản. Những cái đường vuốt thẳng từ trước ra sau. Thanh da nóc nè. Mạ làm bằng cái vật liệu gì đó, giống mạ chrome á. À, con này phía sau nó có tới 6 cảm biến nha. Phía trước cũng 4 cảm biến, 6 cảm biến nữa, là con này tổng là có 12 cảm biến lận. Trước sau là 12 cảm biến. Mâm 19 inch. Cái này gọi là thiết kế theo cái cảm hứng từ thác nước Victoria Falls vậy đấy. Cái này là ốc để chống tháo bánh đó ba, chống trộm á. Cảm biến xúc lốp nè, hiển thị trên màn hình táp lô. Phanh đĩa 4 cái là dĩ nhiên rồi, xe gần 2 tỷ mà. Hệ thống treo sau liên kết đa điểm nha, treo sau liên kết đa điểm. Cái bánh này á thì bánh này nó có chức năng tự vá không anh? Có chức năng tự vá. Bánh này có chức năng tự vá nha, tức là cán một cái đinh gì đấy kích thước là từ 5mm đổ lại đúng không? Thì tự động nó sẽ vá, nó không có xì đâu. Thậm chí là các bác chạy xong về đến nhà rút ra nó cũng không xì nữa. Lốp này nó tự vá. Và có cái bánh sơ cua bên trong á, cần thì có thể xài bánh sơ cua luôn. Gầm thì 201mm. Nó là chống trộm hết. Ốc chống trộm hết. Anh đóng lại cái cốp giùm em cái. Chống kẹt sách. Anh bật mấy cái đèn hết giúp em cái. Để xem hai cái hốc bô giả nha. Hai này hốc bô giả, cái bô nó cắm phía dưới nha. Đây là một con xe mà dẫn động 4 bánh toàn thời gian. chỉnh điện gặp điện, xi nhan trên gương có sấy nè, đèn tự động, gạt mưa tự động, 4Motion này, tên của hệ dẫn động 4 bánh, toàn thời gian của cái thằng Volkswagen này. Đèn full led nha, đèn led ban ngày, cốt pha led nè, đèn tự động, gạt mưa cũng tự động luôn, và đèn này nó sẽ liếc theo cái vô lăng nha, vô lăng đánh bên nào thì nó sẽ liếc bên đấy. Đèn gầm là đèn halogen. Trước là có 6 cảm biến, sau 6 cảm biến, 12 cảm biến. Con này là nó khác so với các phiên bản khác, là gọi là phiên bản off-road, là tại vì cái cản nó thiết kế lại để tăng cái góc thoát, tăng khả năng đi off-road. Nhưng thật sự đây vẫn là con crossover thôi. Nó chỉ gọi là off-road hàng nhẹ thôi, chứ off-road hàng nặng thì các bác phải đi SUV mới được. Mở cho cái cốt ấy, cái tắp lô, cái động cơ. Toàn bộ các bánh đều có cái ốc chống trộm hết các bác. Lốp Hankook, nhưng mà nó xịn hơn lốp Hankook của bên Hyundai. Động cơ tăng áp 2.0. Con này bảo hành bao lâu anh? 3 năm hoặc 100.000 km. 3 năm hoặc 100.000. Đây thì nó chưa phải là phiên bản cao nhất đâu nhá. Nó sẽ còn phiên bản cao nhất và có nhiều option hơn nữa. Tuy nhiên là phiên bản đấy hiện tại không có xe, cho nên sẽ không giới thiệu, sẽ giới thiệu cho các bác trong một cái video khác. Đây là một con xe mà có cảm giác lái rất là hay. Nếu các bác quan tâm thì các bác nên alo để lái thử ha. Thì bên Volkswagen Sài Gòn có hỗ trợ cho các bác lái thử tận nhà. Đây là một cái showroom 3S, có cả showroom bán xe, có dịch vụ sau bán hàng, tức là sửa chữa này nọ, và có cả phụ tùng đầy đủ hết. Rồi, ok. Dàn đồng con này thì cứng khừ luôn. Dàn đồng rất cứng, và cái cửa này nè, cửa rất chắc ha. Những cái về hoàn thiện thì các bác đến đây và các bác sờ, các bác lái thử thì các bác mới thấy được. Còn nhìn qua video khó mà thấy. Những cái dàn nhựa nên con này cứng khừ. Công tắc để tắt túi khí. Về công nghệ an toàn thì nó không thiếu cái gì đâu các bác ạ. Những cái món mà cân bằng điện tử này nọ là không thiếu đâu, cho nên không cần phải liệt kê. Túi khí thì cũng có 6 cái. Chả thiếu gì. Một cái xe mà tầm lăn mà nó tầm 2 tỷ hơn 2 tỷ thì không thiếu những cái món cân bằng điện tử này nọ đâu, cho nên là không cần liệt kê những cái thứ đấy ha. Rồi tôi sẽ đi một vòng bên ngoài lại cho các bác xem và chấm dứt video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác nên đến lái thử nhé. Con này ăn uống là tầm nhiêu lít đó? 7.7. Từ dưới 10 lít ha. Xe Đức có lá cờ Đức. Rồi tôi sẽ chấm dứt video tại đây. Các bác quan tâm thì có thể alo theo cái số trên tiêu đề nhé. Cảm ơn các bác.